Có sao không? Có sao không? Dạ không sao, vẫn cài 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 số rồi. Khúc này căng nha, căng nha. Mang xe về cho mẹ. Mang xe về cho mẹ. Mang xe về cho mẹ. Ôi rồi rồi rồi. Từ từ để ơi. Trời ơi. Cái xi nhan chết mẹ nó bỏ cái xi nhan này rồi. Rồi. Bây giờ chuẩn bị là va chặng 2 vô rừng, xuyên rừng nha mọi người. Xì bên sau á, xì bên sau á. Nếu cảm thấy nó căng quá thì xì ra. Nếu mà cảm thấy nó ngồi rồi thì thôi. Mọi người tự kiểm tra nha. Rất là đông. Kiểm tra đi, mọi người tự kiểm tra bánh xe của mình đi. Wow. Chuẩn bị chúng ta sẽ tiến vào rừng. Wow, hơi bị đông luôn á. Chắc cả 28-30 xe gì mọi người. Ô, xe mày cứng, mày cũng không biết nữa mày kìa. Mày có cứng quá thôi, mày hỏi. Cứ xì đi, mình cứ xì đi, mình có đâu không? Có rồi. Cứ xì cho nó yên tâm. Mình cứ chuẩn bị cho cái tình huống xấu nhất thôi. Ok. Mày đi chậm lắm, đừng lo. Ừ, đi chậm lắm. Từ từ thôi nha. Mình yếu, mình sẽ đi sau luôn. Tại vì mình biết được là cái đường này rất là bụi mọi người. Nên là mình không có nên đu nhau làm cái gì hết. Đu nhau chỉ có nước hít bụi thôi. Hề luôn. Khá là may mắn vì hôm qua là có mưa cho nên là hôm nay ít bụi lắm mọi người, ít bụi lắm chứ cái lần trước mình đi là hơi bị bụi luôn, bụi rất là ghê luôn. À, giờ là đỏ rất là nhiều nha mọi người. Đã thiệt. À, cái cảm giác cứ lại lần khó tả lắm mọi người à. Để mình sẽ đi xuyên cái khu rừng này cỡ 50 cây á, chắc chắn là mình sẽ bấm máy quay lại cho mọi người coi, cho mình chia sẻ với mọi người những cái khoảnh khắc này rồi. Wow, sình lầy dữ. Coi vậy chứ trơn lắm nha, không phải giỡn đâu. Không biết kính chiếu hậu mọi người nhìn thấy không, còn nguyên một đoàn ngoài phía sau. Nói chung là cái đoạn đường này đi xe tay ga cũng không có gì gọi là mọi người, cũng giống như ở dưới quê mình thôi. Nhưng mà mình nghĩ nó sẽ khá là khó khăn đối với những cái bạn mà ở Sài Gòn, cũng như là ít va chạm với những con đường này thì mình sẽ thấy hơi khó khăn hơn xíu ha. Chứ thật ra thì cũng không có gì, cứ từ từ mà đi thôi là ok. Mình đang tiến sâu vào trong rừng. Trong rừng có nai có thỏ. Wow, bắt đầu trò chơi lội sình. Phê quá, phê quá. Coi vậy như chiếc lắc cà trơn nghe, không phải vẫn chơi đâu. Trơn lắm cho nên đi từ từ chậm chậm thôi. Nhìn vậy chứ nó trơn lắm mấy má. Tại vì đất ở đây là đất đỏ cộng thêm với một chút gọi là nước rồi nó thành sình lầy mọi người. Đất nó rất là dẻ cho nên là cái độ bám nó không có cao, rất là dễ sẹt bánh hoặc là trơn trượt, mời mọi người sẽ bị ngã.
cảnh báo động vật rừng hay xuất hiện. Ủa, động vật rừng là con gì ta? Chắc là con trâu, con nai, con này, con nọ mà mọi người. Wow, đầu tiên vô đó vô rừng luôn. U là trời đã quá mọi người ơi. Tiếp tục là cái trò chơi dơ nữa mọi người ơi. Khá là dơ luôn. Ôi dơ quá xá là dơ. Dơ mà nó trơn nữa mấy cha ơi. Sợ không Thấm? Có gì đâu mà phải khóc. Rồi vô đây nha. Vô rồi mọi người ơi. Wow. Ủa, bữa nay đi một cái đường lạ lạ nữa. Hơi bị phê nhen, phê nhen. Rồi rồi, tới công chuyện với bác sĩ rồi. Sao vậy? Có sao không? Có sao không? Dạ không sao. Cài số nữa. Rồi. Hồi nãy bên đầu luôn hả anh? Hay là ngắn ngang? Bắt đầu thấy là lạnh rồi ha, không khí mát mẻ rồi đó. Ô mấy cái bụi này đẹp quá. Đó cây gì mà có mấy cái búp đẹp lắm mọi người ơi. Wow, né vô rừng. Rừng vui quá. Mà vui thôi đừng vui quá nha. Nói chung là vô rừng thì hạn chế nói này nọ kia tầm bậy bạ nha. Nói chung là đi vào rừng á thì mọi người mình sẽ hạn chế nói những cái thứ không hay ho này nọ ha. Wow, đâu ra cái đường đẹp dữ vậy trời. Đã thiệt sự. Mấy cái dây leo nó đưa ra quá trời mọi người. Mình không nghĩ là sẽ qua những khúc như vậy luôn á. Trời ơi. Wow. Phê quá. Quá phê. Tới hả mọi người? Tới chỗ nghỉ trưa. Đã nha. Wow. Phê hơn. Cái này upload được mà ha. Đẹp quá. Ủa, bây giờ mình nhìn vậy thôi nha. Mình nhìn nó vậy thôi nha. Nhưng mà khi mà mưa á, khi mà mưa nó cho hết cái đống này đi nè. Thì
có vài đứa ở đây được trải nghiệm rồi nè. Trên trải nghiệm cái vụ trượt té chưa? Trời, không hề. Sài Gòn Đà Lạt 500 cây đường rồi đi có mấy thằng té liên tục đó. Thấy tụi nó té thấy thương luôn á. Rồi bây giờ là mình sẽ đi tiền trạm trước coi cái con suối nằm bên nào mọi người ơi, để mọi người trong đoàn nó đi cho đúng đường với an toàn hơn. Ây da, cái cảm giác một mình đi một cái con đường này cũng hơi bị rén nha. Không phải chơi đi nghe mấy ông. Đường này dép bánh xe nhiều nè, chứng tỏ là người ta cũng có đi nhiều lắm. Tại vì mới mưa thì sẽ làm mất dấu bánh xe, mà cái này chắc là mới đi buổi sáng hay gì đó. Kiểu như hôm qua mưa, hoặc là hôm kia mưa thì người ta... Ủa? Ui da. À, ủa này có con suối mình có nên qua không ta? Hay là mình quay lại kìa. Khoan nha. Hơi bất ổn nha. Mình nghĩ là mình nên quay đầu lại mọi người ơi. Tại vì mà nè, mình xuống cái một cái bánh xe nó xuống phân nửa bánh xe rồi. Xuống đó mà rủ nó sâu hơn nữa thì chắc một mình ở đây mình ăn cái con xe này luôn. Quyết định quay lại. Lúng. Phải sử dụng tuyệt chiêu này thôi. Giờ không có lùi được thì mình sử dụng cái này cho nó lẹ. À, quay đầu. Tôi sợ vô đôi dài mấy má ơi. Mang có đôi dài à. Vậy đi ra thôi chứ mà rủi mà lũi xuống đó rồi sình không thì làm sao mà qua được. Trời ơi má ơi, dạ mấy má ơi, đậu tía nó bò vô hèn gì. Tôi nghe nó nhọt. Không ổn mọi người ơi, không ổn rồi. Bây giờ nãy mình thấy nhọc là mình nghi lắm rồi. Thôi ra khỏi đây đi, càng nhanh càng tốt. Xe nói chung là qua được cỡ nửa bánh á. Ừ đúng rồi, cái nửa bánh á. Ghê vậy hả? À không, xuống thấp xíu. Ừ, cỡ vậy đó. Nãy vừa cắm bánh xe xuống là lúng vậy đó. Ồ, tính ra rừng này nhiều vậy, nhiều dắt quá ta. Ồ, dắt nhiều lắm, dắt khiếp luôn á. Nãy mới săn lên được 2 con luôn. Làm ơn cho qua. Ủa dạ, dạ. Ơi thấy tính ra là hơi bị lúng luôn với mấy người anh em. Ừ. Hên là anh nhanh tí anh quay ra kịp á, vô đó chắc mình anh đẩy. Bùng mịn mà dậy hút. Với lại có đặc sản trong rừng nữa. Ừ dạ. Quá trời luôn, mới có ngủ chút xíu 3-4 con nó bu. Ủa gì vậy? Lắm á. Rồi xong. Một con chậm. Xé nó ra. Còn nữa. Đây ra để anh quay xe lại cho. Trời ơi. Rồi. Nó hơi người sao? Đúng rồi.
trên thôi. Ôi nãy tự nhiên nhột nhột cái anh dở lên đâu hai ba con gì á nè. Gậu tí bò đi em. Nè. À, tưởng gì khoan để mình lấy cái này trị giá cho hay gì đâu. Nhớ mình bỏ vô thùng đóng rồi, sao rồi? Thôi, tắp xe vô hàng đi trước đi. Còn mọi người mà ok đi trước, quay đầu trước đi. Tính ra là nó ngắt đi. Trước khi leo lên xe mình kiểm tra cơ thể mình trước nha. Xe có bắt nha. Xe có đắp máu không? Đắp hiện máu không? Có còn không ta? À, xe nó vô lỗ tai. Giả sử nó bò lên cao hơn thì sao coi ta? Nó bò cao hơn rồi chịu đó. Thì chịu thôi chứ sao bây giờ. Bây giờ anh em mình sẽ đi ra mọi người. Thì cái đường nó bị sình á, quá sình rồi. Nên là bây giờ phải đi ngược ra thì đi về cái đường khác để đi vô cái hồ gì đó. Còn đây là một cái suối. Tính vô mà kiểu như đường sình quá, sợ là sẽ nói chung là mất thời gian với lại quá thì quá được á, mất thời gian với lại cực lắm luôn. Nên bây giờ mình vòng ra mình đi đường khác. Tội nghiệp chiếc xe. Sau khi ra khỏi cái cánh rừng bên đó thì tụi mình lại quay lại cái con đường chính mọi người. Không có đi vô cái suối nữa, tại vì ở trong đó xinh lắm. Đi vô làm vừa mất thời gian mà không có chỗ quay đầu xe ra nữa, là nó sẽ tốn khá thời gian, cũng cỡ 1-2-3 tiếng gì đó mọi người, tùy theo cái trường hợp ha. Cho nên là tụi mình quyết định là đi ra ngoài đây để đi một cái địa điểm khác, cũng đi qua rừng luôn mọi người ơi, khá là thú vị luôn. Này anh nghĩ là chắc mưa cỡ 2-3 ngày rồi á, đường mới khô vậy. Mượn xe của mẹ đi mà đi vô mấy con đường này không mà mọi người. Thế nào về mẹ cũng bả cũng chửi nát rồi. À thấp. Về cái mẹ nó trời ơi, chiếc xe hay cái gì ấy trời ơi. Trời ơi chiếc xe của tao. Đảm bảo luôn. Nhìn chiếc xe trời ơi, đồ đất đỏ không mọi người ơi. Tới cùng chuyện thiệt. Khúc này căng nha. Mang xe về cho mẹ. Ôi rồi. chịu một chân được không anh, ổn không? Búng nó ra. Sao búng vô quật ngựa. Qua đây đi. Không lẽ nó cắn cái đít mình ta. Trời ơi con dắt. Hả? Con dắt chứ con gì. Dạ nó bù đít nữa. Rồi. Gì vậy ta? Từ từ để ơi. Trời ơi. Không sao.
được không? Được, được chưa? Ổn chưa? Ổn chưa? Nè đi dặn nè anh Nam. Tại cái khúc này nó lại. Ôi, cái xi nhan chết mẹ nó bỏ cái xi nhan này rồi. Rồi. Trời ơi bão táp mưa xa. Không sao, không sao. Không sao, vô vàng áo thôi. Nhưng mà nè, thí dụ như chạy cái trên đường này không được thì xuống đây nè, để cho nó có độ bám hơn. Chứ trên đó nó trơn quá. Có gì đâu mà phải khóc. Không sao, không sao, không sao. Nè, nãy có còn cái nè. Má huynh nào cũng sẽ gãy thôi. Má huynh ít thì huynh nào cũng gãy thôi. Không sớm muộn. Anh Hoàng đâu thấy cảnh này đâu. Đi trễ chút xíu nữa này nữa kia. Gãy luôn anh ơi. Huynh ít là con nào cũng gãy hết á. Ủa mới bị gãy luôn hả? À. Có rồi. Mới bị gãy luôn hả? Gãy luôn. Vừa vô bãi xe nó quệt cái cũng gãy nữa. Đã thay rồi đó. Mới thay đó. Trời ơi chùi chi. Lấy cái bịch bỏ vô. Lấy vô kia là bang ụt luôn. Nè, bỏ đây đi đi tí nữa đem dục luôn. Chứ uống gì nữa mà uống. Ê, lấy nước ra đổ vô trà. Đổ vô cho nó xuống rồi hả trà để cho thầy hết. Rồi tiếp tục mọi người ơi. Sau khi xử lý sự cố xong rồi bây giờ đi tiếp nha. Bởi vậy mấy cái đường này trơn lắm, tôi nói là nó trơn lắm mọi người ơi. Mình đang tiến sâu vào suối đá dựng mọi gì đó mọi người ơi. Hồi nãy mình đọc qua mà mình không có nhớ. Xe ga vẫn mãi đỉnh nha mọi người. Thấy ghê không? Leo mấy cái dốc này là khỏi mái luôn. Ê ê ê. Xe ga mãi đỉnh lắm à. Xe ga mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh. Wow. Không biết có đỉnh không mà đang chốt đòn. Đang chạy sao ai hết luôn á. Wow. Mấy cái rừng cũng khá là đẹp. Wow. Càng đi sâu vô trong rừng cảm giác lạnh lạnh, nó không khí trong lành mát mẻ lắm. Mà đường hơi trơn nha. Và đúng là ở đâu mà tìm ra mấy cái chỗ này cũng hay. Ơ kìa. Không biết đi bên nào đây. Chắc bên này nè, đường lớn. Không biết đi bên nào. Cứ vô đại đi. Hy vọng là mẹ mình không có xem được video này. Lấy xe của mẹ đi mà đi mấy cái đường vậy nè mấy cha. Wow, rồi hết rồi. Wow, đẹp quá vậy. Wow. Wow. Trời ơi, lấy xe của mẹ đi kìa. Nãy qua lọt cái lỗ kia anh lọt không? Chứ có mấy người kẹt đó luôn. Kẹt luôn hả? À. Nó lúng. Cũng ghê ha. Nó lúng mà lúng bánh trướng bánh xào. Cũng hơn là anh qua được. Có mấy xe nặng á. À. Thôi bây giờ vô đây nghỉ xíu mọi người.